Hello, xin chào anh em quay trở lại kênh xem bóng đá là có tiền. Đấy. Như vậy là trận đấu bán kết đầu tiên của giải AF Cup năm nay đã kết thúc với tỷ số là không đều. Đấy. Và cơ hội cho hai đội tuyển vẫn còn khi mà trận đấu lượt về sẽ được diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình của Việt Nam chúng ta. Đấy. Anh em nhớ chú ý đón xem cũng như là ủng hộ cho đội tuyển Việt Nam chúng ta có cái vé vào trận chơi trận chung kết. Đấy. Và trở lại với video này thì mình sẽ nhận định cho anh em trận đấu vào ngày mai. Đó là trận bán kết 2 giữa đội tuyển Malaysia và đội tuyển Thái Lan. Trận đấu đó thì sẽ diễn ra vào lúc 19:30 tối ngày mai, ngày mùng 7 tháng Giêng. Đấy. Thì trước tiên thì cũng xin chúc mừng anh em trong nhóm bọn mình. Đấy. Thì hôm nay cũng đã ăn được cái đúng một mã kèo, đó là mã kèo xỉu trận trận Việt Nam với là Indonesia. Đấy. Ngoài ra thì ở video mà mình lên cho anh em trận Việt Nam với là Indo thì mình cũng có nhận định cho anh em là nên theo mã kèo Indo được chấp 0.5 cùng với là xỉu trận. Đấy. Thì cũng như đúng như mình nhận định là trận đấu đó rất dễ mà có kết quả hòa, và kết quả thì đúng là hòa với tỷ số không đều. Đấy. Cũng chúc mừng anh em đã theo các cái mã kèo trên video cũng như là anh em trong nhóm. Đấy. Còn anh em nào mà chưa có nhóm bóng để mà tham gia nhận những cái mã kèo uy tín và trực tiếp từ các chuyên gia soi kèo ở trong nhóm bóng, còn mình thì anh em cứ liên hệ mình qua các địa chỉ Zalo và Telegram. Mình có để ở phần giới thiệu kênh bóng và ở mỗi cái bình luận, mỗi video mình lên cho anh em thì mình cũng có ghim cho anh em. Và đến với video này thì Thái Lan và Malaysia chạm trán nhau. Đây là một trận đấu khá là duyên nợ. Malaysia vượt qua cái vòng bảng. Malaysia năm nay thì nằm chung bảng đấu với đội tuyển Việt Nam chúng ta. Vượt qua vòng bảng với 3 chiến thắng và để thua một trận. Thua trận đấu trước đội tuyển Việt Nam chúng ta, trận thua 3-0. Một trận đấu mà có tới hai thẻ đỏ. Đấy. Và trong khi đó thì Thái Lan thì nằm bảng A và họ có thành tích bất bại khi có 3 chiến thắng và để hòa một trận trước đội tuyển Indonesia trong trận đấu mà Thái Lan cũng bị một chiếc thẻ đỏ. Đấy. Và trong quá khứ thì hai đội cũng gặp nhau khá là nhiều trận. Đấy. Và thành tích thì Malaysia lại là thành tích có thành tích vượt trội khi đã toàn thắng ở 3 trận gần đây nhất khi mà họ đối đầu với nhau. Đấy. Nói chung thì Thái Lan và Malaysia thì thường có những cái dớp với nhau. Đấy. Thái Lan có thể mạnh khi mà gặp Việt Nam hay là Indo, nhưng mà gặp Malaysia thì họ thường thi đấu rất là dè chừng. Đấy. Và thường để thua những cái tình huống khá là vô duyên. Đấy. Với lại năm nay thì Thái Lan cũng không mang tới AF Cup một cái đội hình quá là mạnh. Đấy. Như là Chalathip thì cũng không thể trở về thi đấu, hay là Subachok cũng không trở về thi đấu cho đội tuyển. Đấy. Cũng vắng mặt khá là nhiều gương mặt đáng chú ý. Đấy. Cho nên là Thái Lan năm nay cũng không được đánh giá quá là mạnh. Đấy. Và đây là cơ hội để đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Malaysia có cơ hội giành vé vào vòng bán kết. Đấy. Bởi vì làm khách đến chảo lửa Bukit Jalil chưa bao giờ là dễ dàng, không chỉ đối với Thái Lan mà các đại diện đến từ Đông Nam Á. Đấy. Thường đến chảo lửa Bukit Jalil thường có những nhận những kết quả không được như ý. Đấy. Và hiện tại thì ở trận đấu này để xem cái kèo. Hiện tại thì kèo giữa Malaysia và Thái Lan cũng khá đầy đủ các cái mã kèo rồi, từ góc cho đến thẻ. Đấy, các cái mã kèo phụ cũng có rồi. Hiện tại thì Thái Lan đang được đánh giá cao hơn, nhưng mà cũng không quá là cao, là một cao mấy đâu, chỉ chấp 1/4, nhưng mà cái điểm ăn là tương đối thấp. Đấy. Và kèo bàn thắng hiệp một cả trận thì đang là mức 2.25. Và hiệp 1 thì Thái Lan cũng chấp mức là 1/4. Đấy. Và kèo bàn thắng tới là 1-1 hòa. Đấy. Và những cái kèo chấp 1/4 của hiệp 1 cũng như cả trận thì đây thực sự là mỗi kèo mà không nên tin tưởng. Anh em không nên tin tưởng ở kèo này. Đấy. Trên sân nhà thì Malaysia chưa bao giờ là một cái đối thủ dễ chơi, nhất là khi gặp Thái Lan. Họ thường thi đấu khá là quyết liệt đấy, những trận đấu như thế này đấy. Mà thứ hai nữa thì những trận đấu có sự góp mặt của Thái Lan hay là Malaysia đối đầu với nhau thì thường rất hay có tỷ số là 2-1 với 1-2 đấy. Cho nên là mình nghĩ là trận đấu này anh em nên lựa chọn cái kèo đầu tiên là kèo tài cả trận 2.25 cùng với là mã kèo là tài hiệp 1 đấy. Mình nghĩ là đây sẽ trận đấu mà Malaysia sẽ quyết tâm giành được chiến thắng để có lợi thế ở trận lượt về trên sân của Thái Lan. Đấy. Cho nên là hai mã kèo mà tài hiệp 1 và tài trận. Đấy. Thì mình nghĩ là anh em nên vào thời điểm này luôn.
là hợp lý bởi vì cái điểm ăn đang tương đối là cao. Và trận đấu này thì mình vẫn tin là Thái Lan Malaysia sẽ có chiến thắng, ít nhất là cách biệt một bàn sẽ là 2-1 cho Malaysia. Mình vẫn sẽ đi cái kèo tỷ số là 2-1 cho Malaysia trận đấu này. Ngoài ra thì anh em cũng không nên bỏ lỡ kèo thẻ phạt ở trận đấu này. Như là lúc nãy thì trận đấu đội tuyển Việt Nam và Indo thì cũng không hình như không nộ tài thẻ. Đấy. Nhưng mà riêng trận đấu Malaysia với Thái Lan thì thường rất hay có thẻ vàng, rất nhiều thẻ vàng. Đấy. Nhưng mà hiện tại cái kèo tài thẻ thì ăn tương đối thấp, chỉ là 4.5. Và hiệp 1 cũng tài thẻ cũng 1.5 nhưng mà ăn chỉ có 66. Đấy. Cả trận thì 4.5 nhưng mà ăn chỉ có 60. Đấy. Rất là thấp, nhà cái đưa ra những cái mức kèo, mức điểm. Đấy. Anh em rất khó chơi ở thời điểm đầu trận. Đấy. Cho nên là anh em nên chơi kèo đầu trận trong trận sẽ hợp lý hơn. Đấy. Và tốt nhất thì anh em nên có một lựa chọn một cái trang chơi để chơi những giải đấu bóng cỏ như thế này. Đấy. Bởi vì chơi bóng trong trận thì sẽ an toàn hơn, là bởi vì anh em có thể theo dõi trận đấu. Đấy. Biết được diễn biến trận đấu như thế nào, anh em vào kèo nó sẽ hợp lý hơn. Đấy. Và thứ hai nữa thì anh em cũng nên có cho mình một cái nhóm để mà tham gia. Đấy. Anh em cũng nên chọn đúng nhóm vào đúng kèo. Đấy. Thì sẽ có một cái Tết ấm no. Đấy. Và một điều mình cũng muốn thông báo với anh em là hiện tại thì mình cũng có mới tạo một cái trang bóng một cái kênh bóng mới, kênh kèo bóng Huy Cường ấy. Anh em nhớ ghé qua kênh bóng này cho mình một đăng ký kênh, và mình cũng sẽ lên video ở hai kênh bóng song song cho anh em xem. Đấy. Còn hiện tại thì thời điểm mình lên video rất là sớm. Đấy. Và mình cũng nói chắc chắn với anh em là trận đấu giữa Malaysia và Thái Lan sẽ nổ tài, sẽ nổ tài, anh em nhớ chú ý. Đấy. Và cũng cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình trong ngày hôm nay. Đấy. Và cũng chúc anh em tối hôm nay có anh em nào mà chơi các trận đấu của AF Cup, AF Cup, đấy, FA Cup của bóng đá Anh, đấy. Cũng chúc anh em có những cái thắng lợi. Đấy. Xin chào và hẹn gặp lại.